Các bạn, hôm nay Mickey Studio xin hướng dẫn các bạn lắp đặt combo sản phẩm Microtaka PCK320 và sao cạc XOXK10. Và trước tiên chúng ta sẽ lắp đặt đế của trên cái bàn các bạn nhé. Ở đây chúng ta sẽ siết chặt cái đế này vào thân bàn. Và đầu đen này thì chúng ta sẽ gắn vào đế nhé các bạn nhé. Chúng ta siết chặt con ốc này vào. Và tiếp theo chúng ta sẽ lắp sốc mao cho Microtaka PCK320. Và chúng ta sẽ ngả cái chiếc sốc mao ra. Vâng, và tiếp theo chúng ta sẽ lắp đặt Microtaka PCK320. Và chúng ta lưu ý phải quay cái chữ Taka này về miệng của chúng ta khi hát các bạn nhé. Vâng, và chúng ta sẽ siết chặt cái con ốc này để nó cố định cái mic vào cái sốc mao cho các bạn nhé. Vâng, và bước tiếp theo chúng ta sẽ lắp đặt màng lọc cho combo sản phẩm Microtaka PCK320. Chúng ta sẽ siết chặt cái con ốc này vào cái chân cái bàn nha các bạn nhé. Vâng, và sau khi đã siết ốc xong thì chúng ta sẽ ngả cái màng lọc để chắn trước cái mic khi chúng ta hát. Cái màng lọc sẽ có tác dụng sẽ ngăn hơi thở của chúng ta khi chúng ta hát nha các bạn nhé. Vâng, và chúng ta sẽ gắn cái dây nguồn cho K10. Ở đây thì chúng ta sẽ có một đầu hình chữ nhật và đầu vuông nhỏ. Chúng ta sẽ gắn cái đầu vuông nhỏ này vào K10. Và tất nhiên rồi, cái đầu còn lại thì chúng ta sẽ gắn vào cái sạc điện thoại hoặc sạc kích điện hoặc cổng USB của máy tính. Bước tiếp theo chúng ta sẽ cắm nguồn cho Phantom 48V các bạn nhé. Vâng, và tiếp theo chúng ta sẽ cắm cái dây mic cho PCK320. Ở đây chúng ta sẽ có một dây cái và một dây 6 ly. Chúng ta sẽ cắm cái dây 6 ly vào K10. Còn dây cái chúng ta sẽ cắm vào đường output của Phantom 48V. Vâng, và tiếp theo chúng ta sẽ cắm một dây nữa cho cái mic PCK320. Ở đây sẽ có một đầu cái và một đầu đực. Cái đầu đực thì chúng ta sẽ cắm vào Phantom 48V, có nghĩa là đường input đó ạ. Và đầu cái thì chúng ta sẽ cắm vào mic PCK320. Vâng, và tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng dây 2 đầu 3.5 để cắm dây nhạc cho K10. Một đầu chúng ta sẽ cắm vào lỗ cạnh cái dây nguồn. Đầu còn lại chúng ta sẽ cắm vào cái điện thoại phát nhạc. Ở đây chúng ta có thể vào YouTube để chúng ta mở nhạc karaoke chúng ta hát. Vâng, và tiếp theo chúng tôi xin hướng dẫn các bạn lắp đặt dây livestream. Ở đây chúng tôi xin hướng dẫn các bạn lắp dây livestream MA1 các bạn nhé. Dây trắng chúng ta sẽ cắm vào bên có một lỗ và chúng ta gạt hết sang A. Đầu đen thì chúng ta cắm thẳng. Đầu trắng còn lại chúng ta sẽ cắm vào K10. Và tất nhiên rồi, đầu đen chúng ta sẽ cắm một cái điện thoại để phát livestream. Và để cho các bạn dễ hình dung thì bên mình xin hướng dẫn các bạn lắp dây livestream MA2 nữa các bạn nhé. Ở đây dây livestream MA2 sẽ có 3 màu: màu xanh, màu hồng, màu đen. Chúng ta sẽ giữ lại dây màu hồng và màu đen đây ạ. Màu hồng chúng ta sẽ cắm vào K10. Hai cái lỗ bên tay phải các bạn nhé. Chúng ta cắm lỗ nào cũng được ạ. Đầu đen chúng ta sẽ cắm vào điện thoại phát livestream. Vâng, và tiếp theo chúng ta sẽ cắm tai nghe cho combo sản phẩm này các bạn nhé. Chúng ta sẽ cắm tai nghe vào cái lỗ còn lại
trên K10. Vâng, và trên đây toàn bộ là những hướng dẫn của mình về lắp đặt sản phẩm combo PC K320. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào.